Bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số của Tokyo đã phá kỷ lục Guinness Thế giới về bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trong hạng mục nhóm nghệ thuật khi đã thu hút hơn 2,5 triệu du khách trong một năm. Bảo tàng Team Lab Planet của Tokyo luôn đông đúc du khách tới trải nghiệm tương tác với các màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp và nghệ thuật sắp đặt hiệu ứng hình ảnh. Trong nhiều năm qua, số lượng người tham quan luôn đạt mức trên 2 triệu người và kỷ lục mới nhất của bảo tàng là đón 2,5 triệu người. Sức hấp dẫn của bảo tàng là việc kết hợp trải nghiệm công nghệ với sự tiếp xúc trực tiếp với các giác quan. Đó là lý do tại sao khi vào cổng, bạn sẽ phải cởi giày, tất và đi chân chân, và bạn sẽ cảm nhận được các tác phẩm nghệ thuật bằng đủ các giác quan. Bảo tàng Team Lab Planet đã đánh bại kỷ lục Guinness Thế giới của chính họ thiết lập vào năm 2019 tại tòa nhà Mori ở Odaiba với 2,1 triệu lượt người tham quan. Bảo tàng được cho là đang lên kế hoạch mở rộng với các không gian nghệ thuật và tác phẩm sắp đặt mới vào năm 2025.